Dưa hấu, bà con ta biết hết dưa hấu phải không bà con? Dưa hấu nó rất tốt cho sức khỏe, nó nhiều nước, ngọt, thơm, nhưng mà nó cũng rẻ tiền, giá bình dân, nhưng mà không phải ai ăn cũng được. Riêng những người có bệnh thế này, ăn dưa hấu vào thì chứng bệnh ta lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi, nên vui lòng đừng ăn để cho nó tốt, tốt cho sức khỏe của mình. Đó là những người đừng nên ăn là suy thận, viêm loét dạ dày, huyết áp, tiểu đường, cảm lạnh, bà bầu, phụ nữ đang cho con bú. Vui lòng đừng ăn dưa hấu. Ăn dưa hấu không tốt gì cho sức khỏe của mình. Nó là những người suy thận, viêm loét dạ dày, huyết áp, tiểu đường, cảm lạnh, bà bầu, phụ nữ đang cho con bú, những người này vui lòng đừng ăn dưa hấu. Đừng ăn dưa hấu để cho nó tốt cho sức khỏe của mình. Ngoài ra là dưa hấu nó tốt cho sức khỏe, còn lại là ai ăn cũng được. Nhưng mà ăn luôn hạt cũng được, nó miễn dịch tốt ha. Tiểu đường tốt, chống dị ứng tốt, tăng cường sức khỏe tốt. Nam nữ có đang ham muốn sinh con tốt, tốt cho sinh lý tốt, tim mạch tốt, viêm khớp tốt, tóc, da, móng tốt. Nên ăn 15 phút trước bữa ăn hàng ngày. Ăn, nếu ta ăn thì ăn trước bữa ăn 15 phút, nhưng mà ăn không quá 500 gram. Ăn 5 ngày nghỉ 2 ngày, chứ không phải là tốt chúng ta ăn bao nhiêu cũng được nha bà con. Ta nên ăn trước bữa ăn là 15 phút để cho nó tốt. Bữa ăn không quá là 500 gram, ăn 5 ngày nghỉ 2 ngày. Chúc bà con ta ăn dưa hấu vui vẻ mạnh khỏe. Nào nào, xin chào.